trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Viettimes, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028. Cảm ơn quý vị đã không rời máy để theo dõi chương trình luận đàm thời sự trên đài Little Sài Gòn TV cùng với nhà văn Trần Phong Vũ ngồi bìa, anh dược sĩ Phạm Khắc Khiêm ngồi cạnh anh Vũ, anh Võ Nguyễn Duy Khôi ngồi cạnh tôi và tôi là Lê Minh Nguyên. Đề tài anh em chúng tôi thảo luận là 17 vụ nổ đồng loạt xảy ra ở Quảng Tây hôm thứ Tư 30 tháng 9. Kết nối với những vụ nổ ở Thiên Tân ngày 12 tháng 8 thì chúng ta thử phân tích tình hình nội bộ của Trung Quốc và nhận định như thế nào về lãnh đạo của ông Tập Cận Bình. Thì thưa quý anh, thì ông Tập Cận Bình thì khi mà ông qua Mỹ, thì trước khi ông qua một hai ngày thì ông trả lời phỏng vấn Wall Street Journal, thì ông nói rằng là Hoàng Sa là Trường Sa là của Việt Nam từ thời cổ đại, của Trung Quốc, xin lỗi, của Trung Quốc từ thời cổ đại, và cái chuyện mà xây những cái đảo nhân tạo đó là không ảnh hưởng tới ai mà cũng chẳng có nhắm tới một cái đất nước nào. Thì bên phía Việt Nam thì họ phản ứng lại bằng cách là thứ nhất là lên tiếng để mà như ông Trương Tấn Sang thì ở bên lề của Liên Hợp Quốc thì ông đã phản ứng lại. Thứ hai là đưa một cái nhân vật ra để mà xử 6 năm tù, vừa rồi cách đây vài ngày xử 6 năm tù về cái tội là làm gián điệp cho Trung Quốc. Mà nghe nói rằng ngoài ông này ra cũng còn hai người nữa cấp cao hơn. Lâu nay họ bắt đã từ lâu nhưng mà họ không làm ồn ào ra công khai, nhưng mà bây giờ họ làm ồn ào ra công khai để một cái hình thức giống như là trả đũa. Dĩ nhiên những trả đũa có tính cách là biểu kiến thôi chứ nó không có gì tác dụng lớn. Nhưng mà hiện giờ được biết là những cái giới mà quan tâm trong nước về Biển Đông mới nói rằng là trong ba cái giải pháp mà để mà gọi là có thể tranh chấp với Trung Quốc về biển đảo, quân sự thì không làm được rồi, không thể đem quân ra chiếm lại được. Ngoại giao thì cũng không được rồi, ngoại giao thì Trung Quốc nói là Hoàng Sa là có tôi, không có chuyện gì để nói chuyện về vấn đề Hoàng Sa, còn Trường Sa là thương thảo song phương và mà Trung Quốc là đẩy đưa để mà không cho thực hiện cái COC, tức là cái quy tắc ứng xử, chỉ giữ cái DOC, tức là cái tuyên bố ứng xử từ 2002 tới giờ, tức là không có ràng buộc gì cả để mà tìm từ cách mà gặm nhắm cái Trường Sa. Thì theo anh Vũ thì thứ nhất là cái trường hợp ông Tập Cận Bình ông vào Việt Nam thì có đủ sức ảnh hưởng Việt Nam, trong khi Việt Nam hình như theo tôi thấy là đang chuẩn bị những cái vụ kiện để đưa Trung Quốc ra tòa quốc tế không? Cái này chúng ta nên gắn bó với cái đề tài ngày hôm nay, tức là những cái vụ nổ liên tiếp trong suốt 17 nơi khác nhau mà diễn ra đồng loạt trong ngày 30 vừa rồi với lại cái vụ Thiên Tân đó. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta mà ngoài này đã nhìn thấy, tôi nghĩ rằng là những cái phe cánh muốn thoát Trung ở trong nước người ta cũng nhìn thấy. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái sự kiện bỗng dưng ông Trương Tấn Sang ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc mà có cái giọng điệu cứng rắn hơn trước kia rất là nhiều để mà lên tiếng chỉ trích đích danh Trung Quốc trong cái vụ Biển Đông đó. Xin phép anh chút xíu nữa. Ở trong nước cũng như mà ngoài này có một số phàn nàn là ông Trương Tấn Sang, thứ nhất ông đem cái vấn đề Biển Đông ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là một điểm tốt. Nhưng mà ông khi mà ông chỉ trích Trung Quốc đó, thì ông chỉ trích bên lề của cái ấy chứ. Không, thì cái thái độ của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam là như vậy. Yeah. Bởi vì cái căn gốc của một cái đất nước, của một cái nhóm lãnh đạo mà đã quá lệ thuộc vào với lại đàn anh đó, từ xưa đến nay nó đã như vậy rồi, thành ra lúc muốn gồng mình để làm chuyện này thì một mặt khác lại phải xoa dịu. Thì cái chuyện là chuyện tự nhiên, nhưng mà đây là một cái hiện tượng đặc biệt. Thế là trong nước có những điều như anh đã nói vừa rồi đó, tức là đã có những cái tiếng nói mà đã có những cái bài báo, đã có những cái thái độ có vẻ như là mạnh mẽ đó. Thì tôi nghĩ rằng trước hết chúng ta phải nghĩ rằng là họ bắt đầu họ đánh giá cái thế yếu của Trung Quốc trong một cái sự kiện nào đó đang xảy ra ở Trung Quốc mà có thể họ bắt bạch nhanh hơn chúng ta. Đấy là điểm thứ nhất. Nhưng mà chúng ta cũng đừng quên rằng là cái sự lên tiếng của Việt Nam lúc này á,
dù rằng là mai mốt đây có đưa cái vấn đề Biển Đông ra tòa án quốc tế chăng nữa đó, theo tôi vẫn là rất là chậm. Nhưng mà dĩ nhiên là chậm còn hơn không, là bởi vì nếu mà họ bắt mạch đúng thời điểm mới là cái thời điểm mà Trung Quốc đưa cái giàn khoan 981 vào trong vùng đặc quyền kinh tế vào cái tháng 5 năm ngoái đó, mà lúc bây giờ một mặt hô hoán cho thế giới thấy Trung Quốc đã làm như vậy là sai về mặt quốc tế, về mặt công pháp quốc tế, và đồng thời đã có cái hành vi xâm lược Việt Nam một cách như là lộ liễu. Đằng khác đã với tư cách một nhà cầm quyền mà có dân, họ phải công bố cho dân trước cái hiểm họa đó chứ. Thì lúc bây giờ cái thế của Việt Nam nó sẽ rất mạnh. Nhưng mà dù sao chăng nữa, giả dụ như bây giờ mà Việt Nam dám đưa cái chuyện này ra tòa án quốc tế thì cũng là tương đối ra còn có thể vớt vát được phần nào. Nhưng mà cái giải pháp cuối cùng vẫn không phải là cái giải pháp mà chờ đợi ở ở một cái chính quyền yếu như thế dù họ có làm gì chăng nữa, thưa anh. Dạ vâng, muốn hỏi Khôi là Khôi một người trẻ, thì cái chuyện mà ông Tập Cận Bình đó, ông đi vào Việt Nam vào tháng 11 này và trong Việt Nam biểu tình, thì Khôi nghĩ rằng là cái giới trẻ ở trong nước cũng như là ở hải ngoại chẳng hạn nghĩ như thế nào, hay là có thể tham gia hay là có hưởng ứng như thế nào về vấn đề biểu tình chống ông Tập Cận Bình khi ông vào Việt Nam không? Dạ thưa chú, thì giới trẻ bây giờ phải có phải nên tham gia và cũng phải, nhưng mà phải có cái đường lối, cái hành, cái gọi là cái hoạch định, cái kế hoạch chính xác. Bởi vì bây giờ Tập Cận Bình á, thì đúng là đang yếu thật, nhưng mà đây bản chất là một con cáo già rất là tham, tham rất là lớn, và có thể dùng mọi thủ đoạn để đạt được cái tham của mình, để đạt được cái mà mình muốn, đánh ai cũng đánh, bẻ ai cũng bẻ được. Nhưng nó còn đang ở trên đó thì mình cũng phải thấy được cái bản chất cáo già đó. Nếu như mình đánh mạnh quá thì bây giờ nó, con cáo này nó cũng còn đang có sức mạnh, nó có thể bẻ mình được. Thành ra mình cũng phải cẩn thận khi mà mình biểu tình hay là mình làm cái gì đó thì coi, thì có thể là sẽ bị chặn, nhưng mà vẫn phải ráng làm, thưa chú. Cảm ơn Khôi. Thưa anh Khiêm, thì trở lại cái vấn đề mà rõ ràng là ông Tập Cận Bình bây giờ ông lên lãnh đạo thì cái chế độ có vẻ không vững bằng ông Giang Trạch Dân cũng như là ông Hồ Cẩm Đào. Và hình như là Trung Quốc bây giờ đó đang khi mà họ đi lên tới cái giống như cái biểu đồ hình xin lên tới đỉnh rồi bắt đầu hình như họ đeo theo đường cong, họ bắt đầu họ xuống. Thì cái vấn đề mà nhân cơ hội này Việt Nam có nên kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế hay không ạ? Chúng ta nhìn vào thì để biết rằng Trung Quốc có bắt đầu yếu đi không? Có yếu, bởi vì trước đây thì về kinh tế Trung Quốc phát triển bằng hai con số, bây giờ nó chỉ có một con số thôi, và bây giờ thì cái thương mại của Trung Quốc với các quốc gia khác bắt đầu giảm xuống. Từ đó nhân dân bắt đầu bất mãn và công nhân không có công ăn việc làm, tất cả những cái tình hình của Trung Quốc nó như thế. Trong khi Việt Nam trước đây đó thì Việt Nam bị cô đơn, bởi vì Việt Nam mới là coi như chỉ có biết Trung Quốc thôi, không có chơi với các quốc gia khác, cho nên mình gọi là cô đơn. Bây giờ Việt Nam không cô đơn nữa và Trung Quốc bắt đầu yếu đi, thành ra ba cái giải pháp có thể đưa ra. Giải pháp quân sự thì Việt Nam không đủ sức đánh. Giải pháp về ngoại giao thì Trung Quốc cứ như là cò cưa vậy, ngoại giao không đi đến đâu. Thì bây giờ chỉ còn một giải pháp, cái giải pháp này có nghĩa là kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế được hay không thì chưa biết, nhưng mà ít ra đó là cái này để cho có một chứng tích rằng cái vùng Biển Đông đó, đó vẫn là sự tranh chấp, tôi kiện anh chứ không phải là tôi chấp nhận như là chuyện đã rồi. Và đó là cái lý do mà nên kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, và Việt Nam có nên kiện không? Việt Nam, tôi nghĩ rằng tới cái giai đoạn này Việt Nam bị dồn được đường cùng rồi, bởi vì Trung Quốc rõ ràng nói rằng cái vùng Biển Đông là của tôi, Hoàng Sa Trường Sa là đất của Trung Quốc, là vùng biển của Trung Quốc, bây giờ đã nói như thế rồi thì mình không kiện không được, bởi vì cái Việt Nam từ trước nay vẫn né tránh. Nhưng mà tới giờ phút này không phải là ông Trương Tấn Sang, ông nói một cái vô tình mà trước khi ông tuyên bố là nói rằng Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, vì đó là có sự nhất trí của tất cả những cấp lãnh đạo của Việt Nam, cho nên ông Trương Tấn Sang mới dám nói câu đó. Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Khiêm. Thì chúng ta cũng hy vọng là cái vấn đề mà
vụ kiện phải đưa ra kiện trước tòa án quốc tế. Nếu mà đã thắng kiện, thí dụ như Phi Lực Tân chẳng hạn thắng kiện, thì mặc dù Trung Quốc chiếm nhưng mà đó là cái đất của mình. Mà cái nguyên tắc là nếu mà đất của mình, thí dụ Crimea chẳng hạn là đất của Ukraine, thì dù Nga có chiếm một lúc nào đó, Ukraine mạnh mà bên Nga yếu, thì Ukraine chỉ cần đem quân lại chiếm lại thì cả thế giới họ ủng hộ, chẳng có gì thắc mắc hết. Nhưng mà ngược lại, đất của người khác mà mình chiếm là dù mình có giữ thì cũng không giữ trường kỳ được. Thì đó là cái trường hợp mà Việt Nam, như quý anh có thấy, là chỉ còn cái vấn đề kiện Trung Quốc thôi. Mà chuyện đó mà không làm nữa thì coi như là Việt Nam không còn cái gì để mà có thể nói về vấn đề biển đảo được hết, chỉ nói miệng thôi. Kính thưa quý vị, chương trình tới đây thì cũng không còn thời gian. Anh em chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi, và xin hẹn với quý vị vào chương trình của tuần tới, và kính chúc quý vị một ngày vui vẻ, và kính chào quý vị. Chương trình này được bảo trợ bởi Tuần Báo Việt Thai, Thế Giới Trong Tầm Tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.